7 rực rỡ ưu đãi cho khách hàng mua Toyota Fortuner. Trong suốt tháng 7 năm 2020, Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý Toyota triển khai chương trình ưu đãi hè rực rỡ dành cho những khách hàng thanh toán 100% khi mua Fortuner bản 2.4 AT 4x2 FK và bản 2.4 NT 4x2 FG sản xuất trong nước. Cụ thể, kể từ ngày 3 tháng 7 đến hết 31 tháng 7 năm 2020, khách hàng mua Fortuner 2.4 AT 4x2 và Fortuner 2.4 NT 4x2 sẽ được nhận ưu đãi là 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota và gói bảo dưỡng 3 năm miễn phí hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Kể từ lần đầu ra mắt năm 2009, Fortuner trở thành cái tên quen thuộc trong top phân khúc SUV và nằm trong danh sách những mẫu xe bán chạy tại Việt Nam. Tính đến hiện tại, đã có khoảng 100.000 chiếc Fortuner đã được giao tới tay khách hàng.